Kính chào quý vị, rất vui gặp lại quý vị trong bản tin cập nhật Bản giác cuộc sống. Bản tin lúc 8 giờ 50 phút ngày 17 tháng 3 của Đài Phát Thanh và truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 344 cơ sở sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao với quy mô diện tích trên 5.000 hecta và trong đó thì diện tích trồng cây ăn trái hơn 2.500 hecta, hồ tiêu gần 2.500 hecta, còn lại là diện tích trồng lúa, rau, củ quả các loại tập trung chủ yếu tại các huyện Xuyên Mộc, Châu Đức, Long Điền và thị xã Phú Mỹ. Hiện tại, các doanh nghiệp đã và đang liên kết với các hợp tác xã và nông dân trên địa bàn tỉnh, sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi trên một số loại cây trồng như hồ tiêu, lúa, cacao, rau, cây ăn quả với tổng diện tích gần 16.500 hectare. Các công nghệ nông nghiệp công nghệ cao đang áp dụng trên địa bàn tỉnh hiện nay gồm nhà mang nhà lưới hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước kết hợp điều tiết dinh dưỡng tự động công nghệ thủy canh theo dõi điều chỉnh nhiệt độ độ ẩm theo cảm biến sử dụng điện năng lượng mặt trời. Theo đánh giá của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu việc ứng dụng khoa học công nghệ cho lĩnh vực trồng trọt góp phần cho năng suất chất lượng vượt trội giảm sự lệ thuộc vào mùa vụ đem lại hiệu quả kinh tế cao đây chính là tiền đề để người dân và doanh nghiệp mở rộng sản xuất theo hướng nông nghiệp hiện đại